Đồ Gỗ Thiền kính chào quý khách, lúc này đang là buổi tối ngày 9 tháng 1 năm 2020, và theo cầu của bác khách hàng tên là bác Huy, bác có muốn xem cái đồ gỗ Đức Hiền có còn những cái đồ gì bằng gỗ hương Lào hay không. Thứ nhất là chiếc tủ áo, thưa bác là ở đây đang còn 2 chiếc tủ áo gỗ hương Lào, thì một chiếc là rộng 2m2, 2 chiếc đồ rộng 2m2, và chiếc này thì là chân quỳ và có 4 cánh, thì trong đó 2 cánh ở giữa hơi lồi ra, và buồng giữa thì đấy, buồng giữa nó lồi ra cho nó có ở cái chỗ cái mấu này này đấy, và cái 4 cái cánh này là nó dày khoảng 2 phân rưỡi, chắc là 2 phân rưỡi đậu, bởi vì giữ lại 1 phân và phần đục lồi ra 1 phân rưỡi, cái này sẽ gần 3 phân đấy, nhưng bây giờ nó còn 2 phân rưỡi. Thì đục là mai lan cúc trúc tượng trưng cho 4 mùa, và ở mỗi một cái đôi cánh này, mỗi một chiếc cánh này lại có một một có 2 cô tiên đang đang đi trên mây, thì tổng cộng là 8 cô tiên tiên nữ rất đẹp, không cô nào giống cô nào cả, đều là cái dáng rất đẹp luôn. Và chiếc tủ này làm cách đây chắc có lẽ khoảng 10 năm đấy, tại vì là cái đây là cái series mà ngày đấy chúng tôi xuất khẩu đi Trung Quốc rất là nhiều. Chính ngay cái là cái đục mai lan cúc trúc là theo cái tứ quý, tứ quý nó có 2 dạng là mai lan cúc trúc và tùng cúc trúc mai, nhưng mà bên Trung Quốc thì người ta lại thích mai lan trúc cúc hơn, cho nên là chúng tôi chủ ý cái này làm để xuất khẩu đi Trung Quốc, là cái thị trường nó được giá hơn đấy. Thế trong cái đó là và cái này thì ngoài cái chân quỳ ra này, chân quỳ xong là có cái ngăn kéo ở dưới này, và cái này thì hiện nay nó đang là cái tay co bằng gỗ, nhưng thực tế là về lâu dài ấy, trong khi nếu mà bác có lấy ấy, thì chúng tôi chắc phải bỏ cái tay co gỗ này đi và thay bằng tay co bằng đồng, bởi vì là tay co đồng là thiên nhiên vận đại, chứ tay co gỗ là mình kéo ra thì kéo vào là lơ mơ, nó tuột nó gãy gì là mình không thể mua được ở đâu được, không thể thay thế được, cho nên cái tay co bằng bằng kim loại của nó mới đủ cái sức để mà, bởi vì có lúc cái cánh rất chặt thì mình bắt vít từ bên trong ra rồi nó mới đủ sức để nó lôi được cái cánh tủ ra, chứ còn cái bằng gỗ là lơ mơ nó bay cả cả cái tay ra nữa đấy. Thế còn đây cái các cái chi tiết đây là đục tay hoàn toàn, ngày đấy nó còn chưa xuất hiện đục máy cơ, cho nên đây là tay 100% luôn, đục hết sức là tinh xảo luôn. Đây này, những cô gái, những cô tiên này này, còn đây là bên hồi nó, và thưa bác là hồi và cánh đều là ván liền nhá, đấy bằng gỗ hương Lào mà hồi cánh ván liền là rất là khó khăn. Còn hậu của nó thì xem hậu này. Đây hậu, đây hậu thì là ván ghép rồi, tôi đang nhìn để ván ghép trong này, nó hơi tối. Như vậy là tôi đang đứng tại tầng 2 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền vào buổi tối ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 nhé, thưa bác Huy. Ngoài ra là còn một chiếc tủ 2m2 nữa ở trên tầng 3, nhưng mà cái chiếc đấy thì là nó cánh nó trơn thôi, đấy là chiếc chống đồng, cũng phải làm được khoảng 10 năm nay rồi. Ngoài ra thì ở đây lại có những cái đồ bằng gỗ chắc Nam Phi vân tuyệt vời đẹp luôn, nhưng mà cánh không đục. Xin tạm biệt bác tại đây.